Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành cùng với nhãn hàng Xăm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Và hôm nay không biết là cặp vợ chồng đầu tiên sẽ mang điều gì đến cho chương trình Vợ Chồng Son trong tuần này. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ. À, em là người Việt Nam à? Dạ. À, người Việt Nam. Ta nhìn em, anh tưởng là em là cô dâu người nước ngoài. Em là người Việt Nam. Người Việt Nam. À, chào em, mời dạ. Em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Văn Hoàng Anh, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh gỗ, làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Rồi em. Dạ, em là Trương Cao Kỳ Duyên. À, em năm nay 22 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Em làm ở công ty giải pháp cảnh quan. Hai em làm lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai em lấy nhau được 2 năm hơn rồi. Hai năm hơn rồi hả? Sớm tức là 19 tuổi mấy đã lấy nhau rồi đúng không? Em đúng 20 là em lấy chồng. Tình yêu của các bạn bắt đầu từ lúc nào? Thì lúc đầu á tụi em đi chơi chung với nhau á, lần đầu tiên gặp nhau em cũng không có ấn tượng gì về anh này nhiều lắm. Em cũng giống như là bạn của bạn mình thôi, thì là bình thường thôi. Ảnh cứ mời em ăn rồi mời em dùng cái này cái kia nhiều á, thì em nghĩ là trời, cái anh này đã thấy mình mập rồi còn bắt mình ăn nhiều nữa. Xong ngày đi chơi đó thì ảnh về á, ảnh đi hỏi cái bạn mà rất là thân với em, bạn đó mới nói là Facebook của em, thì ảnh mới comment inbox cho em. Lúc đầu em nghĩ, tại vì lúc đó em nhiều người theo đuổi lắm, em cũng không có để ý nhiều tới anh này, em cũng là rất là bình thường. Thì anh này ảnh mới nhắn tin, có nhớ tôi không? Hôm bữa tôi đi chơi chung với bạn nè, tôi mời bạn ăn nè. Thì em mới vô Facebook ảnh, em nói nhớ rồi, nhớ cái chú này rồi. Thôi trời ơi, cái chú thì này. Em kêu bạn này là cái chú, thì bạn này nghĩ là chắc là em chê bạn già. Nhưng mà thật chất em kêu là tại em kêu bằng chú em. Dạ, chỉ là chú là em thôi. Em của mình, nó nhỏ tuổi của mình đúng không? Dạ. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng gì về cô gái này? Nhìn vô rồi có ấn tượng mạnh à. Nó không giống như mấy người con gái khác. Ấn tượng nhất là cái điểm nào? Thì lúc vợ em cười lên, rất là xinh. Wow. Có mỉm mỉm không? Dạ, mỉm mỉm đi, đó giờ mỉm mỉm đó giờ luôn. Bao lâu thì các bạn mới bắt đầu tiến tới tình yêu với nhau? Tại vì em ngày nào em cũng muốn đi ra đường hết á. Thì em đi học về là em muốn đi chơi, mà em lại rất là làm biếng chạy xe. Thì em mới kêu là chú ơi chú qua chở con đi lấy cái này đi, chú ơi chú qua chú chở con đi lấy cái kia đi. Cái hôm đó ảnh qua chở em đi là ảnh đi đá banh, bộ nguyên bộ đồ đá banh luôn. Trước đó ảnh nhắn tin cho em á là em ơi anh đi xe quay á, em có dám ngồi lên không? Cái em mới nói bây giờ mà chú đi xe đạp á thì em cũng ngồi lên nữa. Tại vì em không có, cái lúc mà nhắn tin là ảnh rất là quan tâm em, là ăn ngủ hay là bất cứ cái gì ảnh đều nhắn tin cho em hết. Cho nên là lúc mà nhắn tin là em đã có cảm tình với anh này rồi. Cho nên là em cứ kêu ảnh qua chở em đi, qua chở em đi chơi. Thì đá banh xong á, ảnh mới hỏi là em ơi em có muốn ăn cái gì không? Cái em mới đòi đi ăn gà nướng, nó cũng hơi mắc tiền á. Mà em thì lại sợ anh này không có tiền, em không có dám ăn. Em ăn nhín, em ăn không vượt, chưa đủ sức em nữa. Em mới nói thôi em không ăn nữa. Thì tính ra là nó 130. Thì lúc đó anh có 200 ngàn. Là tại vì anh đã cầm, trước đó anh đã đi cầm cái cà vẹt xe với chứng minh nhân dân của anh á, để lấy 200 ngàn đó dắt em đi ăn. Mà về sau này á em mới biết cái chuyện đó. Vậy đó hả? Dạ. Ủa lúc đó là em làm cái gì? Dạ lúc đó là em đi làm công. Rồi sau này mới biết được cái 200 ngàn là ảnh cầm cố cái chuyện của mình. Thấy xúc động đúng không? Dạ. Mấy lần về sau là em dành trả hết. Em biết rồi em dành trả. Em là rất là thẳng thắn. Thí dụ mà em thích ai, em sẽ nói là em thích bạn đó. Bạn đó không thích em cũng được, nhưng mà em vẫn sẽ nói cho bạn đó biết. Thì anh không có nói với em là anh thích em hay như thế nào, để nó có một cái gì đó chính thức. Anh không nói. Cái hôm đó em đi chơi xong về em bực quá, em mới nhắn tin cho ảnh. Bây giờ á, anh có thích, bạn có thích tôi không? Bạn có thì bạn nói có, chứ không á thì bạn nói không, để tôi biết tôi thích người khác. Rồi lúc đó em trả lời sao? Lúc đó là em chưa có trả lời. Tại lúc đó em hồi hộp quá, tim đập mạnh lắm, không biết trả lời sao nữa. Suy nghĩ khoảng 15 phút sau mới dám trả lời. Trời ơi, có 15 phút thôi à? Trả lời sao? Trả lời chỉ có từ là có à. Có. Trời ơi, 15 phút đồng hồ mà không nói được cái chữ có. Có thôi đó.
Rồi lúc đó em trả lời lại ông Kỳ Duyên. Cái em mới nói là vậy lấy ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của mình luôn nha. Rồi, anh, rồi các bạn quen nhau bao lâu thì cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng một năm. Là cái lúc mà em có em bé là vào sinh nhật của anh. Em vẫn chưa biết là em có em bé. Lúc đó em đi thực tập thì em té cầu thang. Em về em đau bụng hoài à. Cái em mới nói anh ơi em đau bụng kỳ lắm, thôi bây giờ anh đi mua que thử thai coi là em có bầu hay là như thế nào, tại em cũng trễ. Thì anh đi mua que thử thai cho em luôn. Mà mấy cái mà vật dụng con gái á là anh đi mua cho em luôn. Cái em nghĩ là trời ơi, đó giờ đâu ai mà dám đi mua mấy cái chuyện đó đâu. Mà anh Vân đi bình thường. Mua nhưng mà về thử thai thì là... Dạ, có em bé. Là có anh ở đó luôn. Ủa lúc đó là các em đã đám cưới chưa? Dạ chưa. Em mới nói là trời anh ơi, mẹ em và chị em biết em có em bé là chị em với mẹ em sẽ đánh em chết, đuổi em ra khỏi nhà luôn. Thì anh mới nói là em cứ đi lên lầu nói với mẹ là em có em bé. Nếu như mẹ và chị không cho em lấy anh dắt em đi luôn. Wow. Em còn tâm lý của em lúc đó như thế nào? Tâm lý em đó thì vừa vui mà cũng vừa sợ nữa. Nhưng mà mẹ biết anh này đúng không? Dạ. Mẹ có thích anh không? Dạ tại anh này ốm quá. Sớm em ai cũng nói là nhìn anh như xì ke vậy đó. Anh công an khu phố á mới hỏi dượng rể của em á, ủa ông ơi, cái hẻm của ông có cái thằng nào xì ke mới dọn về ở hả? Trời ơi. Thì ông dượng em mới nói là trời, thằng đó thằng rể của tôi á. Nhưng mà sau đó thì tụi em có tổ chức đám cưới không? Dạ có. Rồi tiền ở đâu mà tổ chức? Lúc đó em mượn ở gia đình. Mượn gia đình em hả? Dạ em mượn trước gia đình xong rồi đám cưới xong rồi em trả lại hết. Ờ, đám cưới lời hay lỗ? Dạ lỗ. Lỗ à? lỗ thì sao trả được? Lỗ là em lỗ bán hết vàng luôn. Lúc đó em rất là đau lòng. Cái em thiếu lại 15 triệu. Giống như là em muốn trả trước luôn. Thì em mới nói với chị em là chị ơi bây giờ em thiếu 15 triệu. Chị mới nói là thôi về đi chị cho em mượn 15 triệu. Rồi sau khi cưới nhau, cho anh hỏi nghe, người đàn ông này nãy có nhiều tật xấu không? Dạ không, với em là em thấy anh hoàn hảo luôn á. Không lẽ là không có một cái tật gì xấu hay sao? Ảnh chỉ có là hơi tin người thôi. Còn ngoài ra là như chăm con, kiếm tiền, chăm vợ là anh làm rất là tốt. Không, tin người là như thế nào? Tin người lắm ra, anh. À, là đúng rồi. Là mượn tiền giùm, đi cá độ giùm. Cái gì? Toàn là giùm không à anh. Cá độ giùm nữa hả? Dạ, đi làm giùm người ta không à. Tại vì anh đi làm về bao nhiêu tiền á, là anh sẽ nói là em ơi hôm nay anh làm được nhiêu tiền nè, là đưa cho em. Xong rồi cái ở trong công ty em á, thì mấy anh cũng chơi mùa World Cup á. Cái anh này anh mới nói trời để tôi đánh giùm cho. Tài lanh đó. Dạ, đấy. Cái mấy ông kia mới đi mét lại với em là trời chồng mày nó rảnh ghê, nó lo chuyện này kia. Cái em mới thấy vậy em giận. Em mới nói là em không thích cái chuyện mà lo chuyện bao đồng, em không có thích. Xong rồi em mới giận anh quá, em ôm con em đi Đà Lạt. Em đi Đà Lạt chơi 4 ngày. Mà đó giờ em không có chăm con giỏi. Toàn là anh chăm không mà. Mới có ngày đầu tiên em gọi điện cho anh lên cứu em chịu hết nổi. Rồi bây giờ tới em đó. Bà xã em có tật xấu gì không nè? Dạ em ấy thì chỉ cái tật xấu là không chăm con thôi. Với lại làm biếng lắm, vợ em làm biếng lắm. Mê ngủ nữa. Rồi. Sáng sớm là con em đi học á là bà ngoại sửa soạn hết. Rồi em xuống là sửa soạn rồi chở con đi thôi. Nhưng mà kêu vợ em 5 lần 7 lượt chúng chưa dậy nữa. Vợ em là siêu mê game luôn. Mê game trên điện thoại á anh. Về là chưa, con về chưa tới thấy con là cầm điện thoại chơi game rồi. Xong rồi tới lúc bà ngoại làm cơm xong rồi xuống ăn. Ăn xong lên chơi nữa. Nhiều khi có cái nhà mà mê game quá mà... bị cuốn theo game mà quên luôn cái vụ kia không? Dạ không. Anh thường là ngủ trước em không à? Còn ngày nào mà hai vợ chồng em mà chuẩn bị á là em đem con đi gửi bà ngoại. Thì anh mới kêu á là thôi em đi tắm đi. Em đi tắm chuẩn bị anh ở trên đây đợi em. Thì lúc mà anh nằm ở trên đây đợi em á thì không biết anh thèm đồ ăn quá. Anh chạy ra mua đồ ăn. Cái nó thôi vậy anh đi mua đồ ăn đi. Tại vì em nghĩ là cháu ăn lấy sức. Xong rồi ổng mới em mới tắm xong lên sức kem đồ sạch sẽ thơm tho cái ngủ quên luôn. Ủa sao câu chuyện gì đâu anh tức quớt vậy trời. Xong rồi anh về thấy em ngủ quên rồi cái anh mới thấy tội nghiệp quá cho ngủ luôn. Nhưng mà cái xác suất vậy nó nhiều không? Dạ có, em hay chăm cho bé nó ngủ thì anh mới nói là em tối nay là mình làm một trận linh đình nha em.
Em mới nghĩ là cũng được thôi, tại vì lâu quá vợ chồng mình không có là không có đụng vô nhau. Xong cái em mới cho em bé ngủ. Cho em bé ngủ xong quay qua anh ngủ luôn. Trời ơi. Em bị hoài luôn. Thôi vậy mai mốt mình đừng có nấu trước đúng không em? Không, nói trước là anh vô anh ngủ liền. Dạ. Anh dễ ngủ lắm. Rồi chồng... bây giờ em mong muốn người đàn ông này thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt lo chuyện bao đồng lại thôi. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ thì em thấy quá là ok. Còn em sao? Vợ của em là chỉ bớt cũng dướng lại. Với lại chăm con nhiều chút. Tại vì em chăm con không mạnh lắm. Nói nghe nè, hai đứa, chị không có nghĩ là hai đứa còn nhỏ vậy mà cái suy nghĩ của tụi em rất là chín chắn á. Dạ. Thực sự nhất là bạn vợ á. Bạn vợ bạn yêu em một cách gọi là... Đúng rồi. Gọi là không có điều kiện luôn á. Giống như là yêu bằng cả trái tim đúng không? Dạ. Hiện giờ hai đứa quá hạnh phúc rồi, quá dễ thương rồi. Bây giờ phải xin chúc cho hai vợ chồng em cứ mãi như thế này, cứ mãi yêu nhau và cùng cầm tay nhau đi đến hết cuộc đời này nha. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, em cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Lê Quang Vinh, năm nay em 28 tuổi. Em về đến từ Bến Tre. Còn hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở quận 9. Hay còn em. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Vân. Em tên là Đỗ Ngọc Khánh Linh, năm nay em 25 tuổi. Em cũng đến từ Bến Tre. Hiện em đang làm việc tại Bình Dương, cũng sinh sống tại quận 9 ạ. À. Như vậy là hai em là đồng hương với nhau. Dạ, gần nhà, nhà cách nhau chỉ khác phường thôi. Vậy thì hai em nói cho chương trình biết là hai em quen nhau trong trường hợp nào? Cũng là tình cờ đấy. Thì em học khoảng năm 2 đại học. Cái em mới tham chung với mấy anh chị mới về trường cấp 3, trường Nguyễn Chiểu cấp 3 để mà tư vấn tuyển sinh. Thì lần đó là em có gặp Linh được đúng một lần, nhưng mà hai đứa gần như không ấn tượng nhá. Sau đó đúng 1 năm em cũng quay về trường đó nữa. Lần sau thì Linh là học lớp 12, đúng ngay đợt mà em tư vấn tuyển sinh cho Linh luôn. Wow. Cái xong tư vấn với Linh lon ton đi theo nhóm đi tư vấn trường khác luôn. Nhưng mà em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không, lúc đó em đang thích một anh khác nữa. Là đi chung với anh hay sao? Đi chung với anh kia, thì anh này mới đi chung với bạn cấp 3 của em. Thì cũng có về nhà em chơi nhưng mà chẳng có ấn tượng gì hết. Lúc đó anh xấu anh đen lắm anh. Vậy sao mà mối tình chớm nở? Thì bắt đầu tụi em mới gặp lại vào lúc em vào đại học. Và cũng học chung trường với anh luôn. Nhưng mà lúc đó em thi vào đó với những lý do là có cái anh em thích học ở đó, chứ không phải gì anh này. Lúc đó em mới vào ở ký túc xá. Thì anh này cũng ở ký túc xá luôn. Em ở lầu 1, thì anh này ở lầu 3. Anh mới bắt đầu nhắn tin cho em. Thì em là sinh viên khoa ngoại ngữ, thì anh này mới nhắn tin bằng tiếng Anh. Nhưng mà nhắn sai chính tả, mà em vẫn trả lời. Tới bây giờ vẫn còn sai sau bao nhiêu năm. Vậy ta nhắn tiếng Việt đi cho nó khỏe không? Thì lúc đó mới bắt đầu hai đứa trở nên thân hơn. Rồi bắt đầu nhận kêu anh này bằng anh hai. Xưng bằng Út. Có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Rồi đi chơi với nhau suốt gần 1 năm trời. Rồi đến lần đó là 1 tháng 4, thì em mới nhắn một cái tin cho anh này, nói là I love you. Anh này không trả lời gì hết. Tại sợ đó. Nói chung là hôm đó chắc anh này tưởng là em nhắn cho anh này có một mình. Em thực ra em nhắn nhiều người lắm, chứ không phải gì anh này. Ủa, cái cảm giác của em lúc mà em nhận được cái tin đó là sao? Lúc đó thì cũng quen, biết nhau cũng mấy tháng rồi, đi chơi rất là nhiều rồi. Thì bắt đầu cũng có nảy sinh tình cảm chút. Nhưng mà ngày tất cả tháng 4 mà ngay ngày đó nữa, thì mình cứ để im đi. Thì hôm sau mình hỏi dò thử. Cái ngày 2 cái hỏi dò sao cái cuối cùng cái em quyết định luôn. Có nghĩa là ngay ngày 2 dạ. Anh hai sẽ nói úp cho anh hai nắm tay. Không, hôm trước. Wow. Hôm trước ta đốt giai đoạn đó. Mình quen nhau bao lâu thì mới cưới? 5 năm rưỡi. Trời ơi. À đúng rồi, phải học hết đại học rồi dạ, cưới đúng nhau rồi. Đúng không? Trong 5 năm đó thì tình cảm của các bạn có sóng gió không hay là trơn tru bằng phẳng? Có một thời gian thì sau khi ra trường, thời gian quen là em ở gần ảnh không có nhiều. Tại vì lúc mà ra trường á là ảnh về dưới Đồng Nai ảnh làm. Lúc đó em vẫn là còn là sinh viên năm thứ 3. Thì một tuần ảnh về với em một lần. Có khi trong tuần thì lúc nào em nhắn tin, có khi buồn quá thì ảnh chạy về khoảng 2 tiếng rồi anh chạy xuống. Còn có khi thì nếu bữa nào em rảnh thì em bắt xe buýt xuống với chỗ ảnh 2 tiếng đi xe buýt. Xong rồi về mà khóc hoài à. Lúc đó có bữa thấy ảnh mặc nguyên bộ đồ xưởng á, nào là mùi mồ hôi đồ, về thăm mình cảm động lắm. Rồi sau 6 tháng thì ảnh mới quay trở lại Sài Gòn. Làm việc được khoảng 1 năm ở đây thì bắt đầu ảnh qua một công ty mới. Thì lúc đó ảnh lại về Tiền Giang làm. Wow. Có nghĩa là trong 5 năm rưỡi thì yêu xa nhiều hơn đúng không? Dạ, khoảng 3 năm rưỡi yêu xa. Tại vì em thấy quen nhau lâu, em đã ra trường rồi.
bắt đầu lúc đó em đã đi làm được khoảng một năm rồi, em mới nói là anh có tính chuyện lâu dài với em gì không? Anh nói có, nhưng mà không phải bây giờ, tại vì anh nói con gái ra trường nó thường hay thay đổi lắm. Thì lúc đó em mới cứ hỏi anh hoài, thì trong cái đợt đó thì tiếp phần cho anh kể về cái màn cầu hôn của tụi em. Sao Vinh? Em cầu hôn là đợt đó cũng là ra biển, ăn uống và đã cái bắt đầu đi chơi ra tới biển chơi. Em cũng chuẩn bị sẵn nha, em cầm được cái nhẫn bỏ túi quần nha, giấu cái đây, hai đứa đang lang thang tính chạy ra biển rồi. Em nắm tay Linh giật lại, bắt đầu tính quỳ xuống rồi. Em cũng muốn làm vợ anh không? Rồi em trả lời là, sao? Lúc đó em gật đầu thôi, tại sợ anh quê thôi. Thì luôn là sau lúc đó là về là cưới luôn đó đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là tụi em quyết định cưới cho đến lúc đám hỏi khoảng tháng rồi về. Hai bên gia đình bất ngờ lắm. Nhưng mà tại vì lúc đầu tụi em quen á thì hai bên gia đình cũng có hỏi tuổi rồi. Tại vì tuổi con ngựa với con gà nó không có hợp nhau. Hai bên gia đình cũng tỏ vẻ không là gọi là không cấm cản nhưng mà cũng không thích lắm. Nhưng mà do tính ảnh sống theo lối suy nghĩ mới là tức là đâu phải cặp nào cũng con gà với con ngựa là không sống được với nhau. Người ta chỉ đề cập đến cái cặp nào mà nó không được hạnh phúc thôi, còn những cặp hạnh phúc đâu có ai nói tới. Nên tụi em quyết định cưới. Cưới luôn. Tụi em ở với nhau được bao lâu rồi? Dạ 6 tháng rồi. Vì bây giờ có thấy gì tật xấu với nhau chưa? Thấy nhiều cái gì? Nhiều. Quá trời nhiều. Cũng 5 năm không thấy mà về ở với nhau lại thấy. Dạ, 5 năm yêu xa mà sao thấy được. Về là lộ liền. Ngày bữa đầu tiên cái tính máy móc vẫn cứ áp dụng đều. Tới quan hệ vợ chồng thì đúng giờ đúng giấc, không đốt cháy giai đoạn. Em thì thích đốt cháy giai đoạn thôi. ABCD. Dạ ABCD theo từng bước là cái gì tới cái gì đó. Đúng ngày bon giờ đó luôn. Sợ là sau này ảnh hưởng đến con. Đúng là coi như 2, 4, 6, 3, 5, 7 đó. Dạ đúng rồi, cứ cách đều vậy đó. Vậy đó, kiểu nhật chụp ít có ấy không? Dạ hên xui à. Hên xui. Kiểu nhật double hả? Thì có nghĩa là phải 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 còn chưa nhật là anh tùy hướng. Rất là tính nói rất là khoa học, anh nói là nhiều quá thì sau này đẻ con sợ nhỏ, tại vì hai đứa to con mà hai bên bà ngoại với bà nội nhỏ con, sợ đẻ ra nói sau này ba mẹ ăn hết của con rồi con bé tí. Trời ơi, em tính gì luôn á hả? Có nghĩa là rất là nguyên tắc nè. Rồi còn cái gì nữa? Dạ ở dơ. Ở dơ mới là ảnh hưởng tới con đó. Chứ còn 2, 4, 6 đó mày là không ảnh hưởng đúng nhưng không em? Nguyên tắc thì đúng ra là phải sạch sẽ chứ. Dạ đây đúng, đúng là nguyên tắc sạch sẽ của anh. Đúng 24 giờ mới tắm. Tức là hôm nay dù cho dơ cỡ nào thì 24 giờ sau mới tắm. Là hôm nay tắm 6 giờ. Mặc dù cho sáng mai có vật lộn hay là lăn lê bòi lết ở đâu đó thì đúng 6 giờ sau mới đi tắm. Trời ơi, nguy hiểm quá. Và một ngày chỉ tắm một lần. Và giặt đồ cũng phải theo lịch và xả theo quy trình. Ngâm một lần giặt, tiết kiệm nước cho bút sách, chi tiêu rất là bài bản. Hồi xưa lúc mà quen nhau á là ít khi nào mà tặng em món quà quá 500 ngàn luôn. Nhiều khi em giận về vấn đề đó, tại vì nó thấy người ta là tặng quà cho bạn gái mình á, nào là nhẫn dây chuyền đồ này kia, ảnh không bao giờ, chỉ dẫn đi ăn hoặc là mua quần áo đơn giản thôi. Thì sau này mới biết ra nguyên tắc của ảnh là khi cưới mới tặng vàng. Cưới rồi mới tặng vàng. Đó là nguyên tắc của ảnh. Còn ăn, đây là kỷ lục, lúc mà tụi em ở ký túc xá ăn cái tô, khi nào ăn nữa rồi mới rửa. Ăn nữa rồi mới rửa. Để thí vậy đó. Và cái tô đó lúc mà về sống với em vẫn còn. Sau gần 10 năm chinh chiến với ảnh thì vẫn còn. Nhưng mà sau khi về với em là em cho nó vô gốc rồi. Ngộ ha, chồng em có những cái nguyên tắc rất là ngộ. Thôi coi gì nữa. Dạ đối với em thì như vậy là tạm thời là hết. Tạm thời là hết, tức là vẫn còn rồi đó. Thôi bây giờ tạm thời, bây giờ cho Vinh. Linh có tật xấu gì không? Cái đầu tiên á là cái bữa đầu tiên mà về nhà chồng, sáng dậy ba mẹ chồng 5:30-6 giờ dậy, chồng cũng 6 giờ dậy, chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà các thứ, chuẩn bị bàn ăn uống xong rồi vô đập mấy lần mới chịu dậy. Dậy ăn xong rồi ngủ tiếp. Do bị mất sức hay sao mà mệt mỏi? Dạ bữa đó mà anh còn kêu em dậy 3 giờ sáng nữa hả? Thôi cái đâu 3 sáng. Dạ, bữa đó là phá nguyên tắc đúng không? Dạ đúng không? Bởi vì người ta mệt, người ta cảm như bữa đầu tiên. Không có, những ngày sau cũng vậy luôn á, cứ về ngủ với nhà chồng rồi như là cứ 8, 9 giờ mới dậy, đúng rồi mọi người dậy chuẩn bị hết rồi. Rồi còn gì nữa? Cái nữa là vợ rất là ngăn nắp, tính em thì em không có được vậy, vợ là cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, đụng đâu cũng dọn. Vậy là đối với em cái đó là tính tốt hay là tính xấu? Tính xấu. Ủa sao vậy? Ngăn nắp quá, mình xong việc rồi mình dọn lần quá. Còn này là ăn tới đâu dẹp tới đó. Ăn tới đâu dẹp tới đó. Hay cằn nhằn, vụ đó là cứ cằn nhằn với em mà vợ mà về quê bữa mà em ở đó thì bữa sau lên là đầu tiên đi ngó trong phòng trước. Có gì đó mà chết chết là bắt đầu nhăn em trước rồi có tính gì tính. Rồi tiếp theo, cái tôi của vợ em nó hơi cao chút. Khi mà có vấn đề mà mình tranh luận với nhau á,
không chịu dàn xếp với nhau, à cứ muốn cãi cho tới cùng vậy đó. Chi tiêu của vợ em sao? Vợ em chi tiêu hơi nhiều, thích mua đồ mà mua xong nhiều khi bỏ đó không tìm xài, hơi bị hoang phí phải không? Nhiều khi cũng có cái tật đó, là mua nhiều khi em quên có cái áo đó, em lại mua một cái giống như chàng nữa. Rồi bây giờ em mong muốn ở Vinh thay đổi điều gì? Em mong muốn là khi mà ảnh trong cách cư xử á, lắng nghe em hơn xíu nữa, bớt nguyên tắc lại là sống ví dụ chỉ mỗi việc tắm thôi, khi nào mình dơ thì mình đi tắm thôi, chứ không phải là 24 tiếng hay là giặt đồ là phải nhiêu như vậy. Bớt những cái nguyên tắc dạ đó, đúng không? Ấu trĩ quá. Còn Vinh, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ phải chịu lắng nghe một chút, tránh những cái xung đột mà vợ bớt cái tính là hay nóng giận. Cái thứ hai là em muốn vợ tiêu xài mà có tính toán trước, là cái nào cần mình mua, chứ không phải cái nào muốn thì mua. Chị thấy như vậy nè, ở đây á, rõ ràng vợ thì có những cái không thể hiểu được em, bởi vì em có một số những cái nguyên tắc mà nó gần như là cái bức tường thành mà vợ em không thể nào mà phá nó ra được. Cho nên vợ em cảm thấy rất là bực mình với cái chuyện đó, là vì vợ em không thể hiểu được những cái điều mà gọi là sâu lắng nhất, hoặc là những cái điều mà vợ em muốn tìm hiểu về em. Ngược lại thì em làm cái điều đó bị gọi là bị quá, tức là bị hồ hởi quá đó. Thì ở đây cái phương pháp nó chưa được đúng, không phải là không đúng mà nó hơi bị nhanh quá. Với một cái người chồng mà cái cuộc sống của anh nó nguyên tắc quá lâu như vậy, nó có nền tảng từ xưa rồi, thì mình phải phá từ từ. Chứ mình không thể nào mình dùng búa tạ mà mình đập được liền, là cái phản ứng của người ta là ta phải bảo vệ ngay lập tức, đúng không em? Cho nên rằng mình phải từ từ, mình mưa dầm thấm lâu. Thì cái việc của tụi em sau ngày hôm nay là tụi em phải chịu khó ngồi nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau một cách tụi em tưởng tượng như tụi em đang yêu nhau để tìm hiểu đi. Bây giờ mình được yêu gần rồi đó, mình không phải yêu xa nữa. Và làm đúng phương pháp, chứ đừng có ồ ạt quá, đối phương sẽ sợ. Hả Linh ha? Em rồi. Cứ từ từ nha. Cảm ơn hai em nha.